Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 7 năm 2022. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 7. Giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận phiên thứ ba biến động mạnh trong tuần với mức thay đổi giá chóng mặt chưa từng có. Theo đó, trong phiên ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh trên toàn quốc với mức tăng từ 500 cho đến 2 triệu đồng một lượng. Mặc dù giá vàng thế giới đang có xu hướng đi ngang quanh mốc đáy 11 tháng. Phiên ngày hôm nay, giá vàng thế giới đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.712 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 2 đô la Mỹ so với thời điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trong bối cảnh chỉ số đồng đô la Mỹ hạ nhiệt về dưới mức 107 điểm. Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng đã suy yếu so với thời điểm buổi sáng. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua đang có mức giá 64.700.000 đồng một lượng, ở chiều bán 66.520.000 đồng một lượng, tăng 1.400.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 1.200.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức giá tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng ở chiều bán thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC hiện tại là 1.800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội, mua vào tại mức 64 triệu đồng một lượng, chiều bán 65.800.000 đồng một lượng, tăng 1.500.000 đồng một lượng chiều mua và 1.300.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi đang mua vào ở mức 64.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.500.000 đồng một lượng, tăng 2 triệu đồng một lượng chiều mua, còn chiều bán điều chỉnh tăng 1 triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 1.800.000 cho đến 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay cũng có mức tăng rất mạnh ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên lần trước. Tại Hà Nội đang mua vào tại mức 64.500.000 đồng một lượng, chiều bán 66.500.000 đồng một lượng, tăng 1.500.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 1 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào tại mức 64.500.000 đồng một lượng, ở chiều bán 66.300.000 đồng một lượng, tăng 1.200.000 đồng một lượng chiều mua và 1 triệu đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG cũng đang ở mức 1.800.000 cho đến 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC giảm 1.200.000 đồng một lượng chiều mua và 1.300.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 64.200.000 đồng một lượng, chiều bán 66.200.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1.030.000 đồng một lượng chiều mua và 880.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 64.230.000 đồng một lượng, chiều bán 66.180.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 1.100.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 500.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 64.800.000 đồng một lượng, chiều bán 66.300.000 đồng một lượng. Tại Ngân hàng Eximbank tăng 500.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 64 triệu đồng một lượng, chiều bán 65.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang chốt phiên ngày hôm nay cùng chiều với giá vàng miếng SJC đều có mức điều chỉnh tăng cả chiều mua và chiều bán từ 42.000 đồng một lượng đến 100.000 đồng một lượng, mặc dù mức tăng không cao so với vàng miếng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 19.982.000 đồng một lượng đến 51.850.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 21.982.000 đồng một lượng đến 52.750.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.711,8 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên,
vàng thế giới đã tăng khoảng 0,6 đô la với tỷ lệ 0,04%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.706 đô la Mỹ và cao nhất 1.713 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 23.600 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 0,97%. Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang đứng tại mức 106,59 điểm. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã lùi về mức 2,989% một năm. Giá dầu thô thế giới cũng đã lùi về quanh ngưỡng 98,9 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã giảm 4,67%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở quanh ngưỡng 1.712 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức đáy của 11 tháng trước. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 49.700.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 16.800.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 3.100.000 đồng một lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng trong phiên thứ hai liên tiếp do đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Tuy nhiên, giá vàng trong nước bất ngờ có những thời điểm giảm sốc ngoài dự báo. Vàng thế giới có xu hướng tăng nhẹ và trụ vững ở trên ngưỡng 1.700 đô la Mỹ sau khi đồng đô la Mỹ giảm khá nhanh. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, từ mức cao nhất trong vòng 20 năm qua trên ngưỡng 109 điểm, rơi dần xuống dưới 106,5 điểm. Đồng đô la suy giảm trở lại khiến cho mặt hàng kim loại quý tăng giá. Tuy nhiên, mức tăng khá khiêm tốn do nhu cầu đối với vàng thời điểm này không cao. Trong khi một số nước mua vàng vào thì cũng có một số nước bán ra, trong đó có Ukraine bán ra để giải quyết những khó khăn do chiến tranh và lạm phát. Trong khi thị trường vàng thế giới không có nhiều biến động, thì thị trường vàng trong nước chao đảo trong 2 ngày vừa qua. Vàng từ mức 68 triệu đồng một lượng có lúc đã giảm xuống chỉ còn 60 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào. Trong phiên ngày hôm thứ Hai, vàng có lúc đã giảm tới 5 triệu đồng một lượng. Thì sáng hôm qua ngày 19 tháng 7, vàng miếng SJC có lúc tiếp tục giảm hơn 3 triệu đồng một lượng. Dù vậy, vàng đã bật lên nhanh chóng trong phiên ngày hôm nay do lực cầu bắt đáy và trở lại ngưỡng 64 triệu 500 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và ở chiều bán quanh ngưỡng 66 triệu đồng một lượng. Mức chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán cũng được tăng lên mức là khoảng 2 triệu đồng một lượng. Bên cạnh đó, giá vàng mang thương hiệu SJC bất ngờ có những thời điểm giảm mạnh trong hai phiên gần đây trong bối cảnh thị trường đón nhận tin đồn liên quan tới việc thanh tra công ty vàng và tin đồn khả năng sẽ xóa độc quyền vàng miếng SJC. Thế nhưng, mọi thông tin đó chỉ mang tính chất là tạo sóng thị trường, khiến cho người dân hoảng loạn. Còn trên thị trường quốc tế, trên sàn Kitco News, các chuyên gia cho rằng vàng vẫn đang chịu áp lực từ một xu hướng giá xuống trong ngắn hạn và trung hạn. Tuy nhiên thì việc đồng đô la Mỹ giảm mạnh cũng đã giảm áp lực bán ra đối với mặt hàng kim loại quý này. Giới đầu tư ban đầu lo ngại về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng mạnh lãi suất tới 100 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 26 và 27 tới. Qua đó đã kéo đồng đô la Mỹ tăng mạnh và ảnh hưởng tiêu cực tới vàng. Tuy nhiên, thị trường sau đó đã ổn định trở lại và dồn sự chú ý vào cái đích lãi suất từ 3,8 cho đến 4% của Mỹ. Nếu Fed tăng mạnh lãi suất thì cũng sớm dừng lại và sớm trở lại với quá trình nới lỏng nếu như kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng khả năng sẽ không có nhiều biến động. Do đó, phiên ngày mai thứ Năm ngày 21 tháng 7, giá vàng trong nước chắc chắn sẽ trong xu hướng đi lên. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 7 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.